Xin chào anh em, như vậy là tựa game Cửu Vĩ Đại Chiến hay còn gọi là Ninja Truyền Thuyết ấy, cuối cùng cũng đã ra mắt rồi. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập gift code cũng như là tổng hợp gift code chung ở thời điểm hiện tại anh em nhá. Đầu tiên thì anh em làm nhiệm vụ tân thủ khoảng 1 phút thôi. Sau đó chúng ta lên được level 2 thì anh em sẽ ấn vào cái avatar nhân vật. Ở trong này nó có phần cài đặt, anh em ấn vào. Ở đây nó sẽ có chữ gift code. Đó, và bây giờ chúng ta nhập gift code thôi. Hiện tại thì chúng ta có 4 cái gift code chung, đó chính là Cửu Vĩ 999. Gift code đầu tiên mình sẽ nhập luôn cho anh em nha. Ok, quá tuyệt vời. Gift code thứ hai đó chính là Naruto 777. Anh em lưu ý là phải viết hoa hết nhá. Ok la luôn, được 5 mảnh Naruto, một số những cái vật phẩm chiêu mộ. Rồi, tiếp theo đó chính là Sasuke 777 anh em nhá. Ấn ok. Đó, lại nhận quà thêm được 5 mảnh Sasuke, một chút vật phẩm để chúng ta có thể đua top dễ dàng hơn. Và cuối cùng đó chính là cái code Sakura 777 anh em ơi. Đó, đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã hoàn toàn có thể nhập được full bộ gift code chung. Anh em nhấn đăng ký kênh, mình sẽ cập nhật cho anh em thêm những gift code mới ở những video tiếp theo nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.